công ty Netplantia Việt Nam, một chi nhánh của Netplantia Nhật Bản. Thì vị trí của em là manager mảng về software cũng như là phát triển hệ thống. Thì em là cựu học viên của lớp P08IK năm 2008 và 2010, cũng rất là lâu rồi, khoảng 10 năm rồi. Thì ra trường năm tháng em bắt đầu đi làm từ năm 2011, có nghĩa là vừa tốt nghiệp xong thì em ứng tuyển vào công ty, một công ty cũng là của công ty của Nhật Bản, và sau đó thì chuyển sang công ty hiện tại. Thì với những cái kiến thức mà đã học được ở MIT thì khi mà bắt đầu đi tuyển dụng thì cũng đã được được tuyển, và sau cũng khá nhiều vòng phỏng vấn, phải đến 4 vòng ấy, cũng khá là cam go. Thì cũng lúc mới ra trường thì mình thấy mình như con số 0. Người ta hỏi rất nhiều thứ, nhưng mà rất may là trong quá trình học thì cũng đã tham gia làm các cái dự án ở bên ngoài nữa, và được các thầy cô dìu dắt, đặc biệt là thầy Ngọc Anh, thầy Lâm, những thầy, những cán bộ rất là lão luyện như thầy Ngọc. Hiện tại em biết thì thầy đang làm phó giám đốc của trung tâm công nghệ phần mềm của Viettel. Rất là, thầy là một người có một cái, em nhớ là thầy có một cái câu rất hay, đấy là thầy sẽ quẳng bọn em xuống dưới nước xong rồi các em hãy tự bơi đi, thầy đã không giúp nếu không bơi được sẽ bị chìm. Và đó là một cái câu mà em rất nhớ, và nó cũng là một cái câu mà giúp cho chúng em có một cái động lực và biết được cái phương hướng của mình khi mà đi ra biển lớn như thế nào. Trong quá trình học thì cũng chia sẻ với các bạn học viên ở đây, thì mình giáo trình của MIT là một giáo trình cực kỳ chuẩn, khẳng định là như vậy, và được xây dựng rất là khoa học, các bạn phải tận dụng cái điều đó. Và để đọc được giáo trình này thì các bạn sẽ phải có một cái kiến thức về tiếng Anh khá tốt. Nó không khó đến mức mà các bạn khi mà bạn nhìn vào đấy các bạn sẽ cảm thấy khó, bởi vì là nó là những cái từ rất là thân thuộc với mình. Nếu mình không đọc được có nghĩa là mình không học được, và nếu như bạn không đọc được sách thì đó là một cái điều mà các bạn sẽ phải khắc phục ngay. Thì khi mà làm trong doanh nghiệp của Nhật thì cũng như là các doanh nghiệp ở nước ngoài hay là công ty Việt Nam vậy, thì các cánh cửa đều rất là rộng mở nếu như chúng ta có chìa khóa. Thì tiếng Anh chính là một cái chìa khóa để giúp các bạn tiếp cận được với những cái kiến thức công nghệ thông tin rất là bao la và thay đổi từng ngày. Nếu là các bạn học sau đó thì có thể nó sẽ bị lỗi thời ngay sau đó, nhưng mà nếu như các bạn có các chìa khóa thì các bạn có thể sẽ tiếp cận và cập nhật được tất cả những công nghệ mới nhất để đáp ứng được những cái xu hướng của công nghệ. Thì bây giờ đang nhà nhà 4.0, người người 4.0, tất cả các doanh nghiệp đều hướng đến 4.0. Thì 4.0 là gì thì các bạn cũng phải nắm được. Và sau cùng thì em xin cảm ơn các thầy cô cũng như là ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ để chúng em có cơ hội tiếp cận. Cũng chia sẻ với các bạn là trước đây em học xong cấp 3 thì em không đi đi học đại học ngay, mà em đi bộ đội. Nhưng mà khi mà đi bộ đội thì em mới thấy rằng là chỉ có học thì mình mới có thể có một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Và em thi đỗ đại học sư phạm Hà Nội 1 với số điểm cũng không thấp, nhưng mà em đã không học và quyết định học MIT. Đó là một quyết định em thấy là hoàn toàn đúng đắn đến bây giờ. Và sau khi mà học thì em biết được là cái việc học tiếng Anh rất là quan trọng, và đã dồn cái đầu tư vào học tiếng Anh. Sau đó thì em cũng thấy đó là một quyết định cũng lại đúng đắn.
Hiện tại là công ty Nhật cũng có chứng chỉ của tiếng Nhật, nhưng mà em công ty Nhật đấy lại có một người quốc tịch Mỹ, và hầu hết thì em đều dùng tiếng Anh để làm việc. Thì tiếng Nhật và tiếng Anh thì bây giờ đều hot cả hai cái đấy. Và nếu như mà, nhưng mà tiếng Anh vẫn là cái cơ bản nhất, bởi vì tiếng Nhật nó chỉ là cái để mình nâng cao thôi, còn tiếng Anh để mình còn có thể học, mình có thể mở rộng thêm kiến thức, và mình có thể làm bất kỳ một môi trường nào, kể cả công ty Nhật hay công ty nước ngoài hoặc công ty Việt Nam. Đấy. Và cũng như là chị giám đốc của công ty Thiên Hà có chia sẻ, thì với các kiến thức đã học của mình ở trường thì nó chỉ là cần và nó là điều kiện, còn các bạn sẽ phải luyện tập thêm, các bạn sẽ phải có những cái trải nghiệm và những cái làm những cái dự án thực tế. Và chính những cái dự án thực tế mà mình làm có thể là nó không phải là các dự án mà bạn được trả tiền, nhưng mà nó là các cái dự án mà phải bạn sẽ phải đặt vào địa vị của mình, hoặc là bạn có thể là làm theo một cái ý tưởng của bạn, nhưng nó phải là thực tế. Và bạn khi mà bạn đi phỏng vấn thì đó chính là những cái câu hỏi hay là những cái kiến thức ở trong các dự án đó sẽ là cái điều kiện để các đơn vị tuyển dụng sẽ trả lời cho các bạn là các bạn có đỗ hay không. Vâng, và một lần nữa em xin cảm ơn ạ.